À, em rất là yêu thương con nít. À, em yêu thương cả phụ nữ nữa. À, em yêu thương cả phụ nữ nữa. Để làm thấy trong tivi chị đẹp còn ngoài sao mà quá đẹp luôn. Trời. Bây giờ thì mình gieo quẻ đầu năm đi. Wow. Đây. Trời ơi. Cầu đi, cầu đi, cầu đi. Dạ. Lấy chồng, lấy chồng, lấy chồng. Không. Sợ. Không sợ. Nào, nào. Dạ. Giờ gieo quẻ đầu năm nha. Dạ. Xin xăm đó. Nó nghe nè, để rút cho. Rồi, cái đó nó rút đi, rút cái nào. Trời. Để Ngọc Lan mở luôn để xem năm nay là có may mắn hay không nha quý vị. Lấy chồng, lấy chồng. Lấy chồng, lấy chồng. Cầu mong mà Lan lấy chồng. Xanh lẹ. 20 ngàn. Có tiền là vui rồi. Cảm ơn ông Tưởng Mai đâu, trong đây có cái xanh xanh lè đó, 500 đó. Vắng quyền 20 cũng được rồi ha. Vui rồi. Rồi. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, lời đầu tiên cho em gửi lời chào đến MC Quyền Linh, MC trời Ngọc Lan cùng quý vị khán giả trước mặt hôm nay ạ. À, hôm nay nhân nghiệp đầu xuân năm mới, em xin gửi lời chúc đến tất cả mọi người. Chúc mọi người luôn sức khỏe, luôn vui vẻ, tiền vào đầy thẻ, là mọi làm mọi việc rất là suôn sẻ để có một cuộc sống thật là đẹp đẽ ạ. Trời ơi, dễ thương quá. Em tên là gì? Dạ, em tên là Phúc, em sinh năm 1989, em làm nhân viên văn phòng. À, dạ. Làm ở đâu Phúc? Dạ, em làm tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Pleiku, em dạ, từ Pleiku dạ. Xuống đây luôn. Dạ, dạ. Rồi, mời em gái. Rồi, mời nhà gái giới thiệu cho mình. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan. Chào tất cả khán giả có mặt trên trường quay và trên truyền hình ạ. Dạ, em tên là Diễm, Nguyễn Đình Kiều Diễm. Em sinh năm 1989. Em đến từ thị trấn Đắc Minh ạ. Trời ơi, cũng là ở trên đó luôn. Dạ. Rồi, cảm ơn, xinh đẹp. Búp cây may mắn nào. Dạ. Chúc mừng năm mới. Em xin chúc anh Quyền Linh và chị Ngọc Lan một năm mới an khang thịnh vượng, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra thì rỉ như cà phê Phinh. Dạ. Rồi. Chúc mọi điều may mắn tốt đẹp nhất nha. Dạ, em cảm ơn nhé. Chị cất cho. À. Đây này, này em trai. Em cũng có. Có chứ. Cảm ơn nha. À, Phúc ha. Dạ, dạ. Rồi. Lộc Phúc. Số gì ra, số gì ra, số gì ra. Một cái thôi đúng không ạ? Cái thôi. Dạ. Đầu tiên thì chúc cho hai bạn thật nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống này. Dạ, dạ. Rồi, bây giờ chúng ta nói một chút về ưu điểm, khuyết điểm đi bạn trai. Em là người rất là vui vẻ, hòa đồng. Ừ. À, em rất là yêu thương con nít. À, em yêu thương cả phụ nữ nữa. À, em yêu thương cả phụ nữ nữa. Em rất là dễ chịu. Em sống lành mạnh, em rất là thích thể thao. Ừ. Và em rất thích đi chùa. Rồi khuyết điểm có gì không? Khuyết điểm của em chắc em hơi lùn. Không, không có lùn đâu. Có không? Để tôi qua tôi coi vậy nghe. Không có lùn. Nhờ chị qua coi. Trời ơi, đầu năm là phải chặt chém nhiều vô quý vị ơi. Chào chị. Chào em. Đâu có lùn đâu. Không có lùn. Cuộc đời này không ai lùn cả. Quan trọng là cái đầu cao. Mình lùn, cái đầu mình nó cao. Đúng rồi. Em nói thế này nha. Hả? Sao cơ? Đi làm thấy trong tivi chị đẹp còn ngoài sao mà quá đẹp luôn. Trời. Trời ơi, năm nay chắc hơn lắm mọi người ơi. Đầu năm mà được tiền nè, tiền lì xì nè. Rồi còn được một cái lời chúc mà nó còn hơn tiền nữa. Thấy nhà trai tôi sao? Nhà trai sáng láng, dễ thương, ăn mặc đẹp, lịch sự. Đó. Anh nói có cảm tình đúng không? Dạ. Rồi. Nhà gái sao nè? Nhà gái mình ưu điểm, khuyết điểm gì nè? Dạ, ưu điểm của em là hiền lành, vui vẻ và tốt bụng. Nói khi mà gặp những người có hoàn cảnh khó khăn á, nếu em giúp được cái gì đó em sẵn sàng giúp họ. Hay quá. Dạ, còn khuyết điểm thì khi mà em bán hàng á, khách hàng họ vô nhiều quá thì mà nhiều khi mình thấy khách hàng đông quá mình bị ríu tay chân. Nói chung mình ra ngoài mà gặp đám đông nhiều quá mình cũng hơi nhút nhát. À, dạ. Em bán cái gì vậy? Dạ, em là nhân viên bán đồ điện ạ. Chừng nào em muốn bán mỹ phẩm em nói với chị nha. Dạ, à là chị kinh doanh bên mỹ phẩm hả chị? Chị xin giới thiệu với em là dạ, chị có một cái brand mỹ phẩm hợp tác với Hàn Quốc rất là sang xịn mịn, giá cả phải chăng, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Dạ. Có rủ đây bán chung không? Dạ. Thôi bán đất đi. Thôi bán đất đi. Em rất vui khi được còn làm kết quả đấy chị. Nếu như mà làm hợp tác với chị, chỉ có thành công thôi. Đúng chị rồi. Lan là năm nay là chị rất may mắn. Hợp tác với chị là chị có thành công thôi. Ủa, lên đây làm mai là mối kết hợp kinh doanh. Dạ cả mình. Hai. À, dạo được. Này kinh tế nó khó khăn. Không, năm nay sẽ phát triển kinh tế. Đúng rồi. Công ty Ngọc Lan sẽ lớn lên.
bán ào ào, ai ủng hộ công ty Ngọc Lan nha. Dạ, cảm ơn. Tên gì, công ty tên gì? Dạ, Ngọc Lan có một brand mỹ phẩm là NOL Cosmetic. Dạ, rồi. Là Nature Club, là hành trình đi tìm vẻ đẹp từ tự nhiên. Trời. Wow, hay quá. Ai cũng muốn đẹp hết trơn á. Dạ. Được rồi, ha. À, như vậy là tốt, bà mối vừa làm mai làm mối mà vừa đem cái vẻ đẹp đến cho mọi người nữa. Dạ. Ê, bây giờ mình nói chút xíu về đường tình duyên đi. Đúng. Nhà trai làm sao? Ừ. Đường tình duyên của em hơi chắc trở. Chắc trở là sao? Kiểu như yêu nhau vật vả mà kết quả chia tay á. Yêu nhau vật vả mà kết quả chia tay á. Tóm lại em động mối. Lại trong người em mấy mối? Có động lại cho em đã từng kết hôn một lần. Có động lại cho em đã từng kết hôn một lần. 7 năm. Có con? 2 con. Con lớn nhất là bao nhiêu? Lớp 1, 6 tuổi. Con kế? Là 4 tuổi. Trai gái đủ? Dạ. Mình kết hôn với nhau 7 năm, có tới 2 đứa con rồi. Thì cái điều gì để mà gây ra cái sự tan vỡ này? Nói chung trong sự tan vỡ của một cuộc hôn nhân nào, chắc chắn có lỗi của cả hai. Mình có nhận ra cái lỗi đó của mình không? Em nghĩ là có vẻ em khá là dễ chịu, với lại em chiều quá, cưng quá sinh hư á. Chưa chắc nha. Có thể em có một cái lỗi gì mà em chưa nhận ra. Khi mà tiếp tục tình tiếp theo là những cái lỗi lầm của cũ là em sẽ không bị lặp lại. Đó. Dạ. Nhớ nha. Chào em gái. Em chào anh. À, nãy giờ em nghe bên kia hết rồi ha. Dạ. Ừ, còn mình thì đường tình duyên sao nè? Dạ, đường tình duyên của em thì nói chung là không giống anh bên kia. Ừ. Dạ, em và anh thì cũng rất là hạnh phúc, nhưng mà chồng em mất do một vụ tai nạn giao thông á. Cũng được 4 năm nay rồi ạ. Chia buồn. Dạ, em có con trai là 6 tuổi. Con trai 6 tuổi hả? Dạ. Giờ ở với mẹ. Dạ, đúng rồi ạ. Đó là những chuyện mà chúng ta chỉ nhắc một chút xíu để ta nhớ thôi, chứ không cần phải đi sâu vào nó làm gì ha. Bây giờ năm mới mình sẽ nói chuyện mới nè. Năm mới sẽ có chồng mới. Giống như Ngọc Lan vậy đó, năm nay sẽ có chồng nha Lan nha. Năm nay có chồng, à, đổi ý rồi, năm nay có chồng. Năm nay có chồng nhớ nên nha. Nên là trên đây mà ai không bấm đâu, tôi nhào vô, tôi hốt vậy luôn. Thấy chưa? Rồi, bây giờ hướng sắp tới, mình sẽ có mẫu tiêu chuẩn người chồng tương lai như thế nào? Em cũng mong là người bạn trai nó là thương quan tâm con của em ạ. Ừ. Dạ, và là người rất là biết lo vun vén kinh tế gia đình ạ. Dạ, có thu nhập ổn định. Một người chững chạc, dạ, sống đàng hoàng. Rồi nhà trai, nhà trai mình có sao? Cái mong muốn về người bạn gái, cũng nói xa hơn là người bạn đời của mình á, như thế nào? Dạ, em muốn một người trung tình là cái đầu tiên. Ừ. Thứ hai là người sống có đạo đức á chị. Mình có tưởng tượng ra cái mẫu hình không? Nói chung là cỡ 1m58-60, không ốm quá, không mập quá chị. Gọi là mấp á. Mấp, em gu em cũng mấp. Dạ, dạ. Đúng không? Hồi đầu tiên là em nghĩ giống chị Lan Ngọc. À. Xong rồi hồi nãy đi gặp chị em thấy chị đẹp hơn cho giống chị Ngọc Lan. Vậy là gu em gu mấp chứ không phải tại chị đẹp hơn. Bây giờ là phụ nữ mà bắp tay vậy nè, bụng vậy nè mới là có giá trị. Cái chị ngồi dưới là mấy chị phải tự hào về cơ thể mình. Bụng vừa vừa thôi. Đấy là phụ nữ thôi chị. Thì cũng vừa thôi. Bụng quá nó cũng mấp quá. Mấp quá thì không được, mấp vừa thôi. Mấp đó là yêu cầu của hai người ha. Còn chút xíu họ gặp nhau coi nó giống như yêu cầu của mình hay không? Đúng. Dạ. Em đi với ai? Dạ em đi với chị của em ạ, chị họ. Chị ruột, chị họ hả? Chị họ. Sao em gái? Em thấy cặp này hợp không? Dạ em chào mọi người. Em không biết là có hợp hay không, nhưng mà em nghĩ là mọi người nên cho nhau cơ hội. Cứ tìm hiểu rồi mình sẽ tính tiếp. Tại vì nhiều khi mình cảm giác như vậy, nhưng mà mình đi vô trong thì nó khác thì sao, cho nên hãy cho cơm. Bây giờ em nhìn với cái nhãn quan của em, nhìn mới nhìn anh này đi, em thấy sao? Dạ là con được nói thật không ạ? Dạ là con được nói thật không ạ? Thì em nghĩ là anh là một người cũng hơi khó tính, chứ không phải là dễ tính đâu. Ừ. Nhưng mà thôi bỏ qua tất cả những cái đó, nhưng mà em gái của em là người rất là hợp với tiêu chí của anh. Tại vì em gái của em là người thuộc về gia đình, là người hiền, là người lành tính. Còn bản thân em gái của em như thế nào với anh thì em không biết, thì nên hỏi em của em. Rồi, ok. Dạ, cảm ơn. Nhà trai đi với ai? Dạ em đi với em gái út của em. À. Em xin chào tất cả mọi người. Chào chú Nguyệt Linh và chị Ngọc Lan. Chào em. Dạ, chào chị. Chào em. Theo cảm nhận của em thì chị rất là dễ thương và dịu dàng, hợp với gu của anh của em. Dạ, anh của em thì có ưu điểm là dễ tính, khá yêu thương con nít. Em mong hai người cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn em. Cảm ơn
gia đình hai họ. Bây giờ thôi mình mở rào đi cho hai em gặp mặt ha. Đúng rồi, mở rào. Bắt đầu đi em. Cầm tay em ra. Rất vui được gặp em. Dạ em cũng rất vui được gặp anh. Em có món quà gửi anh ạ. Đây là dây trang trí cây hoa mai, cây hoa đào trong cửa hàng chỗ em. À rồi, cảm ơn em. Anh thích là cây bonsai nên tặng em một cây bonsai. Cây này là cây cần thăng á. Nó đại diện cho sự cần cù và thăng tiến. Cái này em để cho bàn làm việc đó giúp cho em thăng tiến rất là nhanh. Năm mới là em cảm ơn anh nhé. Đẹp quá ha. Này là em làm hay là em trồng hay là em người mua? Ta làm em mua quá chị. À, chị tưởng em làm thì chị cũng cảm ơn anh nhé. Ở sau này nếu có điều kiện em sẽ làm. Không gian này là của hai bạn. Mời anh hỏi em trước đi ạ. Không, nói chung được gặp ở đây là có duyên lắm rồi em. Dạ. Anh thấy em khá là dễ thương. Em cảm nhận sao về anh? Em thấy anh rất là lịch lãm ạ. Dạ. Rất là phong độ, rất là đẹp trai. Còn dạ. Quan điểm của em về hôn nhân và gia đình như thế nào? Dạ, quan điểm của em về hôn nhân và gia đình là em cũng mong một người chồng là lo cho gia đình, một người yêu thương vợ con, lo cho kinh tế của gia đình và cùng nhau vượt qua mọi khó khăn vui buồn trong cuộc sống ạ. Đừng có gia trưởng quá, dạ, đừng có khó tính quá. Cũng anh rất dễ tính, không quan điểm em giống anh á. Dạ. Em có nhiều điểm anh rất thích, giống như hiền lành và giống thương người, anh cũng vậy, anh rất là thương người. Dạ. Anh cũng xem gia đình là số 1 á, chỉ có một điều là mình hơi xa. Giờ anh hơi ngại yêu xa. Giờ anh hơi ngại yêu xa. Cho em chia sẻ về khoảng cách, em nghĩ trong đất nước Việt Nam mình không có gì là xa đó, bởi vì có nhiều người họ có thể là đi qua nước ngoài, họ ở người nước ngoài, thì trái đất nó rất là vòng tròn đúng không ạ? Vì thế không có gì là xa xôi. Quan trọng lòng người nó có xa nhau không ạ? Bây giờ em trai bước tới nắm tay em gái. Mình hát một bài nữa tặng em gái. Dạ. Hát à? Nắm hai tay. Anh có hát thẳng vào mắt nhau nào. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió nói cùng em nhớ thương. Và em đã biết nói tiếng yêu đầu tiên và em đã biết thương nhớ biết dần hơn. Mùa xuân đã đến bên em trao nụ hôn và mùa xuân đã trao cho anh mắng em để rồi đắm say. Để rồi ngất ngây. Anh mà anh hát hay thật á. Anh hát hay ghê luôn á. Dạ vậy thì em cũng xin phép đúng một bài hát ạ. Nhưng mà từ em hát không hay nhưng em lại thích hay hát. Nắng chiều lung linh muôn hoa vàng, chợt tia nắng về trong anh mùa sang. Gió mai lung linh trên đôi môi hồng, người em yêu tìm em trong cô sông. Bướm trắng tung tăng bay là đà, mặt trời mình nhẹ trôi thiên tha. Ánh mắt trong nơi xa vời, chờ mùa xuân đến đêm buồn vui. Hay quá. Dễ thương quá hai bạn. Dễ thương đó. Bạn trai có tài lẻ gì muốn chứng minh cho bạn gái biết không? Do em hay tập thể thao nên cũng có ít sức mạnh đó. Thí dụ? Sức mạnh. Để hình như em có thể đi bằng hai tay được. Rồi. Để em đi thử ha. Wow. Đỡ. Dạ, em run quá em đi được nhiêu đó thôi. Dạ, vậy là quá tài rồi. Có quá đi là rồi. Được rồi em. Dạ. Có người muốn đi mà không được dạ, á. Dạ, đúng ạ. Ừ. Vậy là tài lắm rồi. Bây giờ chúng ta nói cũng đã nói rồi ha. Dạ. Người thân cũng đã góp ý rồi. Bây giờ quyền quyết định là của hai bạn. Đúng rồi. Hãy để tay vào nút bấm đi các bạn. Kiểm tra con tim mình một lần nữa. Mình cũng đã từng lỡ một chuyến đò rồi. Đừng để lỡ một chuyến nữa. Hay đừng để người khác lỡ vì mình một chuyến nữa. Hãy thật tâm với mình. Hãy bấm nút bằng cả trái tim của mình. Quyền quyết định là của các bạn. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em trai không bấm. Dạ. Yeah. Anh xin lỗi em. À, không sao đây. Lý do? Yeah. Em có thể chia sẻ một chút cảm nghĩ của mình không sao cả. Đó là quyền quyết định của em. Dạ. Yeah, em thật sự em không yêu xa. Không yêu xa? Dạ. Yeah. Về tính cách, về quan điểm em thấy khá là hợp. Nhưng thật sự quan điểm của em là em không yêu xa. Hợp nhưng chỉ yêu xa vậy thôi đó hả? Dạ. Yeah. Trời đất, Minh, Pleiku mà có gì đâu xác mà xa. Luôn. Không do có gì xa hết. Em đã từng
em có nhiều người ở gần em không thể giữ được rồi, em về xa em sợ không muốn giữ được, em không muốn lặp lại thôi đó. Giữ không là do mình đó, quan điểm của bạn chúng tôi rất là tôn trọng. Dạ chúng mình đã mới các bạn nha. Em cảm ơn chương trình. Mời giờ ta giới thiệu về mình. Chào MC Quyền Linh và chào MC Ngọc Lan. Chào bạn nữ bên kia. Chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Vũ. Cái gì Vũ? Trần Văn Vũ. Trần Văn Vũ. Sinh năm mấy? Dạ 1995. Rồi quê ở đâu? Quê ở Vĩnh Phúc. Em đang làm việc ở đâu? Em đang làm ở Hóc Môn, Hồ Chí Minh. Hóc Môn. Vũ làm gì Vũ? Dạ, buôn bán tự do. Mình bán gì cưng? Dạ bán ga. Mời nhà gái giới thiệu về mình đi cưng. À dạ em chào tất cả mọi người. Em đây là Nguyễn Thị Thanh Hằng, sinh năm 95. Quê em ở Quảng Trị, hiện tại là đang làm việc tại Hồ Chí Minh. Dạ. Ở quận mấy em Hằng? Dạ em ở Bình Thạnh, em làm việc ở quận 1 ạ. Em làm chăm sóc khách hàng xuất nhập khẩu ạ. Rồi. Như vậy là Hằng với Vũ đã đến đây thì đầu tiên anh Quyền Linh chúc mừng năm mới. Dạ con chào chúc mừng. Lì xì cái ha. Dạ. Lấy hên nào. Đỏ đỏ cho em nhỏ nó ha. Dạ con chào. Rồi. Chúc mừng năm mới mọi điều tốt đẹp nhất nha. Dạ. Hy vọng năm hôm nay mình sẽ có một người bạn để cùng chia sẻ ngọt bùi trong cuộc sống nha. Dạ con chào chúc mừng Linh. Đây. Mời em trai. Chúc mừng năm mới. À, lì xì đầu năm lấy hên. Chúng ta có thể bỏ túi về nhà tối trùm mền hí hiến coi gì cũng đó. Hy vọng là cái bao lì xì đó cũng đem niềm vui cho các bạn nha. Dạ. Thôi bây giờ mình nói chút xíu đi. Nói về ưu điểm, khuyết điểm cho mình cho nhà gái nghe đi. Dạ, ưu điểm là chăm chỉ ở hoạt động ạ. Còn khuyết điểm là không khéo tay ạ. Trời đất ơi. Mình làm gì mà mình nói là mình không khéo tay nè. Dạ, ví dụ như là không có khéo tay khi nấu ăn chẳng hạn á. Chỉ biết rửa bát. Thích rửa bát hả? Dạ. Ủa sao thích rửa bát mà không thích nấu ăn? Tại vì lúc ăn khó, không có ngon. À, nấu không ngon. Dạ. Trời đất ơi, sao được rồi. À, mời nhà gái, ưu điểm, khuyết điểm của mình. À, dạ, em thì về điểm mạnh thì em chắc là một người có trách nhiệm, thẳng thắn và hòa đồng với mọi người. Về khuyết điểm thì có thể là em là người vô tư, có thể là nhiều lúc em hơi thẳng thắn chút xíu, có thể làm mất lòng người khác, nhưng mà em là chỉ là vô tình thôi, có gì nói đó và không để bụng, kiểu vậy. Nhưng mà nhiều lúc là không khéo thì sẽ làm mất lòng người khác. Đúng rồi, dạ. Cái đó cũng phải khéo léo một tí. Đúng phải rồi. Chậm một tí. Dạ. Rồi chúng ta nói về tình duyên nào, nhà trai. Dạ, em trải qua một mối tình. Một mối? Dạ. Dài không? Dạ, 2 năm. 2 năm. Yêu dữ dội không? Dạ cũng hơi hơi. Hơi hơi à? Sao chia tay? Dạ khác đạo. Vì lý do đó thôi đó hả? Dạ. Bên nhà gái sao? Mình bao nhiêu mối tình rồi cưng? À, dạ chính thức là một mối tình kéo dài gần 4 năm. 4 năm rồi sao chia tay? Dạ cũng có nhiều lý do đó chị. Phải hỏi cái này chứ không chia tay nữa. Phải hỏi cái này chứ không chia tay nữa. Bên đây có đạo đúng không? À, đạo Phật. Ủa là sao? À, chia tay là do nhà bên kia, đạo có đạo Công giáo. Bên bên nhà gái giờ đang thế nào? À, dạ em thì theo đạo Phật. Rồi. Rồi. Hợp lý, tôi lo quá. Đường tình duyên nó trắc trở vậy rồi. Mình muốn tìm một nửa mảnh đời, tức là người vợ tương lai của mình á. Dạ. Mẫu hình như thế nào, diễn tả có giống bên kia? Thon gọn. Thon gọn. Mặt phúc hậu. Mặt phúc hậu. Nói chung là người lớn, biết lo cho gia đình. Người lớn à? Người nhỏ không được hả? Chứ cái mối tình trước của em nhỏ lắm hả? Chào nhà trai. Lớn là sao? Ba mấy hả? Bốn mấy? Dạ tính cách trưởng thành á. Trưởng thành hả? Năm mấy trưởng thành được không? Ôi sao? Hả? Được không? Chị 40 rồi mà chị vẫn chưa trưởng thành. Chị 40 rồi mà chị vẫn chưa trưởng thành. Thật sự là em lên chương trình là em cũng muốn tìm người nào nghiêm túc trong chuyện tình yêu, hẹn hò, đi chơi. Đừng. Là vậy á. Là vậy á. Chào chú. Bây giờ bạn trai nói vậy đó, hiểu ý bạn trai muốn tìm người thế nào không? Chào chưa. Chào chưa. Chưa luôn hả? Dạ chưa, nó hơi mơ hồ á. Mơ hồ đúng không? Dạ. Còn hồi mình gặp mình hỏi rõ hơn. Còn bây giờ riêng mình nè, mình có mẫu hình lý tưởng nào không? À dạ, thì
nó hơi ngược với kỳ vọng của em, tức là em hy vọng một bạn bạn nam là một người điềm đạm, chính chắn, không gia trưởng và biết quan tâm và chia sẻ với em, cũng như là tôn trọng em và gia đình của em. Cũng phải ngược lắm đâu, nó cũng được đó. Bây giờ anh trai thấy cô bên đây đưa ra cái tiêu chí về, mình thấy mình hợp lý với mình không? Dạ, em cũng đáp ứng được. Đáp ứng được đúng không? Dạ, tại vì bây giờ hơi run. Hơi run hả? Giờ bây giờ là con gái mà nó có những cái điểm nào mà mình không thích là nói cho Trang nghe coi. Không thích là hôn náo. Hôn náo. Không lẽ tôi quay qua tôi hỏi em có hỗn náo không? Anh hiểu rồi, không đến mức phụ nữ gì đâu. Thật ra là nó những người vậy ít lắm. Rồi, em đi với hai người. Dạ em đi với anh rể ạ. À, anh rể ha. Dạ chào nhà trai. Đầu tiên xin kính chào anh Linh, chị Ngọc Lan ạ. Em là anh rể của bé Hằng. Bé Hằng thì từ ngày mà vào Sài Gòn để mà đi học á, thì em hay đưa đón. Rồi có thời gian thì ở chung với vợ chồng em, thì em thấy bé Hằng này luôn luôn vui vẻ, hòa đồng. Dạ chào em ạ. Dạ chào anh. Là đầu tiên anh thấy em rất là đẹp trai. Vâng. Người ta thường nói là cùng tuổi nằm duỗi mà. Lên đến chương trình hôm nay thì thấy hai em là có một cái duyên rồi. Dạ. Thì mong hai em sẽ có cơ hội gặp gỡ nhiều hơn, để sắp tới mùa đông sẽ không lạnh nữa. À, xin cảm ơn. Cảm ơn em. Nhà trai đi với ai? Dạ đi với bạn thân và mẹ của bạn. Dạ xin chào anh Nguyễn Linh, nhờ chị Ngọc Lan chương trình với lại bạn của em thì nó hơi hiền. Dạ, nói chuyện thì cũng rất là nhát, không có được tự tin đứng trước đám đông. Mà ưu điểm của bạn em thì cần cù, siêng năng và rất là hiếu thảo. Dạ. Còn về bạn gái thì rất là dễ thương, thật sự rất là dễ thương. Nếu như mà có cơ hội thì bạn nên cố gắng để giữ cái mối quan hệ này. Nhìn thấy hai bạn dễ thương lắm, rất là đáng yêu. Dạ. Em nói rất đúng, hai bạn rất là dễ thương. Dạ, hợp. Dạ. Em có hiểu được cái mà trưởng thành của người lớn của bạn em không? Chắc bên này đủ đáp ứng đủ cái sự trưởng thành bên này. À. Dạ. Em hiểu đúng không? Dạ. Chuyện còn lại là nhờ em nha. Dạ. Chứ chị cũng chưa. Bây giờ mở rào. Nào. Điềm đạm, bình tĩnh, người lớn chút ha. Bắt đầu đi em. Tặng bạn tấm xanh. Wow. Dạ cảm ơn anh. Thật sự hôm nay lên chương trình là Vũ lên là lên thật lòng, không có đùa giỡn. Dạ em cũng vậy. Vũ đọc cái câu gì trên bức tranh đi. Câu này là về nói về vợ chồng. Vợ chồng nghĩa nặng, tình sâu, thương nhau đến lúc đầu mạc còn thương. Hôm nay mình cũng có quà tặng bạn. Cảm ơn. Thì cái set quà này nghĩa là hạnh phúc. Thì khi mình trao cái hạnh phúc để cho bà thì hy vọng mình cũng nhận lại được hạnh phúc. Dạ. Em cũng xinh gái á. Dạ. Cảm ơn em. Thật sự thì anh ngày thường anh không có như này đâu. Tại lên đây đầu óc nó hơi lú. Công việc của anh có bận rộn không? Anh không bận rộn. Ngoài công việc ra thì anh cũng dành thời gian đi chơi với em. Nhà em thì mấy anh chị em ha? Nhà anh hai chị em, chị gái anh lấy chồng, giờ làm ở Hà Nội. Dạ bình thường thì em không biết là mình đã vô đây mình sinh sống luôn hay là mình chỉ vô đây mình lập nghiệp thôi ạ? Anh cũng muốn sống ở trong này. Dạ. Thì cũng muốn kết hôn để ổn định gia đình, là bố mẹ mong anh là như vậy. Thì để tự do cho vợ chồng anh tự lo. Mẹ anh có khó không? Bố mẹ anh dễ lắm. Mọi chuyện trong nhà hay là gì chăng nữa thì mọi người cũng tôn trọng ý kiến của anh. Em nói cho bên kia biết là em đã chuẩn bị gì để chuẩn bị lấy vợ đó. Sẵn cái gì rồi nói đi. Anh thì cũng là người biết làm ăn, có biết làm và biết tiết kiệm nữa. Đủ tiền cưới hoặc là cất nhà gì đó. Anh muốn chừng nào lấy vợ nói cho cô biết luôn. Anh thì thật sự bố mẹ mong lắm rồi á. Khả năng là năm sau. Thì nhưng mà anh lúc nào cũng tôn trọng em, cứ tìm hiểu cho thật kỹ. Em hỏi một câu hỏi thôi. Nếu mà thực sự em với một bạn gái nào đó trong thời gian tìm hiểu thì anh cảm thấy là quyết định bạn này đến tới hôn nhân xa hơn và anh dẫn bạn gái về nhà giới thiệu ba mẹ đi. Bạn gái sơ ý nói cái gì đó hoặc một hành động gì đó nhưng mà ba mẹ anh phản đối đi. Thì lúc đó anh như thế nào? Bố mẹ anh không bao giờ phản đối. Bố mẹ anh không bao giờ phản đối.
tại vì anh sống với bố mẹ anh biết mà. Mọi chuyện trong nhà thì hầu như là hầu như anh chỉ huy hết. Huy tính ghê chưa? Bố mẹ anh nói chung là thương các con. Dạ. Còn gia đình em thấy ngoài Bắc thì đa số là phải có con trai nối dõi này kia, thì không biết là gia đình anh có đặt nặng cái vấn đề đó không? Bố anh thì đặt nặng, nhưng mà anh thì con cái là do trời ban, mình muốn là không được, cho nên là mình cũng không có nhất thiết là phải đặt nặng cái vấn đề đấy. Dạ. Đây, rồi đứng lên nào. Hai người nãy giờ ngồi xa quá, đưa hai cái tay kia nữa đó, nói cho nhau nghe rõ hơn đó. Bây giờ em không thích điều gì một người vợ mà đối xử với người chồng, nói cho bạn ấy biết đi. Một người vợ đối xử với người chồng là không yêu thương chồng. Em muốn vợ mình làm gì với mình, vợ như thế nào với mình? Chỉ cần chung tình với anh, chỉ cần chung tình. Nói với chị cô đó đó. Chỉ cần chung tình. Với dạ, anh muốn sao đó? Vấn đề này là em yên tâm, tại vì khi mà em xác định là quen ai thì em sẽ nghiêm túc đến cùng. Quen thì nghiêm túc, với lại là nếu mà đi đến với nhau thì no cho con thôi, chứ không có nghĩ nhiều. Muốn mấy đứa nói cho bạn gái biết luôn. Muốn hai ba đứa. Hai là hai, ba là ba, chứ hai là ba năm. Nói đi, nói anh muốn mấy, hai là hai, ba là ba, nói đi. Anh muốn ba đứa. Ví dụ là tình hình quen nhau ha, thì khi mà gặp khó khăn gì đó thì em hy vọng là tụi mình luôn ngồi xuống nói chuyện với nhau, chia sẻ với nhau để giải quyết, chứ không phải là mình trốn tránh rồi mình bỏ cuộc. Đó là để điều em muốn, là em kiên trì. Nhiều lúc em cũng hơi khó tính, nhưng mà cái đó là để biết là thử lòng anh thôi, cho nên em cố gắng mình kiên trì đến cùng. Yeah. Em hỏi chút xíu là tại vì là Tết thì em hay về quê, thì không biết là nếu mà quen nhau rồi thì sau này có quyết định là đến hôn nhân đi chẳng hạn, thì Tết quê em ở Quảng Trị miền Trung, thì không biết là em sắp xếp như thế nào ha? Thì ăn Tết ở quê anh trước, xong rồi vào quê em. Một hoặc hai ăn Tết đúng ở ngoài kia, nhà Hà Nội. Còn nếu mà trường hợp mà em muốn đón giao thừa cùng gia đình thì sao? Chết chưa? Cái này nó... cái này cô gái hỏi hợp lý nha. Anh là con trai, ba đúng mẹ rồi, em cũng muốn rồi. Anh tụ họp với gia đình thì em cũng vậy. Em cũng là con gái của ba mẹ em cũng muốn chia ra năm này năm kia. Chia năm này năm kia. Đúng rồi, dạ, quê. Dạ. Em hát đi. Dạ, thì đến trường hôm nay thì em nói chung là em cũng không hát hay cho lắm, nhưng mà để có vui cho chương trình thì em hát một bài trong bài Tết này con sẽ về của Bùi Công Nga. Tết này con sẽ về, dầu ở đâu con cũng sẽ về, về đem hết chuyện kể ba nghe, đến giao thừa vô bếp với mẹ. Tết này con sẽ về, mẹ đừng lo và chờ con nhé, với con hiểu Tết với mẹ là ít khi thấy con được quay trở về. Một bài hát rất là xúc động của những người con xa quê. Tết này con sẽ về, cho dù bất cứ điều gì xảy ra con cũng sẽ về. Đó là khát vọng mong muốn của những người con xa quê. Tết này em có muốn về quê em chơi không? Cơ hội đó. Có. Về có. Rồi mong về là ba mẹ em bắt anh làm rể luôn, anh có chịu không? Nó sẽ ok luôn đi. Ok. Thôi được rồi, hai bạn về vị trí đi nào. Anh nghĩ rằng là bên nhà trai rất là thật tình luôn đó. Nhà gái suy nghĩ cho kỹ nha, rồi mình đưa ra quyết định. Nhà trai cũng vậy, chúng ta đưa ra quyết định chính xác sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Cùng chung một nhịp luôn. Hay lắm. Nào. Chúc mừng hai bạn. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau rồi, nắm tay nhau đi nào. Chính thức rồi đó. Tất cả mọi thứ đều nghiêm túc cả, như các bạn đã nói với nhau. Một cặp rất là đẹp đôi. Hãy cố gắng chăm sóc mối tình này cho nó lớn lên. Mình về quê mỗi bên, thưa cha thưa mẹ, để chúng ta có thể tác hợp với nhau suốt cuộc đời này nha. Nào, một nụ hôn mùa xuân. Dạ không. Đúng, đúng. Đó, trời ơi. Ủa, nó xuống. Rồi, chúc mừng năm mới. Năm mới chúng ta hy vọng ta sẽ nắm chặt tay nhau để cùng về quê nha. Rồi, mời em trai. Dạ, chị. Không sao, thoải mái lên nào. Hồi hộp quá hả? Ừ. Hít thở thật sâu vô. Thở ra. Rồi.
hơi gung đúng không? Vậy thôi để nhà gái giới thiệu trước nha. Mời nhà gái luôn. Mời em. Dạ. Em chào tất cả các quý vị đang xem chương trình. Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan. Em tên là Lê Thị Hoa Vi. Hiện em là em... Em cũng đang rất là run luôn. Dễ thương quá à. Hai bên cùng luôn hết trơn vậy đó hả? Dạ. Em 30 tuổi. Hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em là nhân viên văn phòng. Hoa Vi nay... quê đâu Vi? Dạ em quê ở Bình Thuận anh. Hoa Vi tên dễ thương quá hả? Dạ. Hoa Vi là hoa gì ta? Hoa rất là nhỏ. Rất là nhỏ hả? Dạ. Mời em trai, giờ được chưa? Dạ. Rồi, em tên gì? Em tên Trần Văn Điền. Bao nhiêu tuổi? Dạ 28 tuổi. Tuổi 28 tuổi, làm công việc gì? Dạ trước là em làm bartender. À. Sau này thì cái đợt dịch thì em đã chuyển công tác, em chuyển đi làm qua bên khu công nghệ cao, làm bên linh kiện điện tử. À, quê mình ở đâu? Châu Đốc, An Giang. Châu Đốc, An Giang, bây giờ mình đang sống ở đâu, quận mấy? Dạ em đang sống và làm việc ở quận 9. Quận 9, em có điểm mạnh, điểm yếu gì Điền? Của em thì nó chơi được mấy môn thể thao, biết à. Chăm sóc cho bạn nữ. Chăm sóc bạn nữ luôn hả? Chăm sóc luôn. Được không? Nào giờ được. Chăm sóc mấy người rồi? Chăm sóc bao nhiêu người rồi mà dám nói là biết chăm sóc bạn nữ? Biết chăm sóc bằng nữ tôi luôn qua đó. Tôi coi coi. Biết chăm sóc chứ. Kìa. Nói mà đi kìa, nói mà mối đó. Chào chị Ngọc Lan. Hồi hộp bây giờ nói em. Không nên lời luôn á. Dạ. Bắt tay cái coi nè, dạ. Cho hết rung nè. Đỡ rung chưa? Dạ đỡ. Chắc rung thêm á. Chắc đi làm sao. Rung thêm hay là đỡ rung? Đỡ hả chị? Rồi ok. Nào giờ chăm sóc bao nhiêu cô bạn gái rồi? Chắc hai. Hai. Hai là hai, còn một là một. Hai chị. Chắc hai. Hai à. Chăm sóc gì? Chăm sóc bạn gái gì chăm nè? Chăm sóc làm sao? Ừ. Thì đơn giản thì... Làm gì? Mấy chuyện nhỏ nhặt đơn giản là hiểu cái cảm... Quan tâm nhiều cảm xúc cho bạn nữ. À. Rồi chăm sóc được cái gì cụ thể cho bạn nữ? Nấu ăn đồ cho người ta ăn không? À. Chắc nấu cũng được. Nấu ăn. Có nấu ăn cho à. Bạn. Rồi gì trứng nữa? Bảy món. Trứng bảy món. Cái gì? Trứng bảy món. Trứng bảy món hả? Dạ. Làm cho bạn nữ ăn hả? Dạ đúng rồi. Làm món gì với món gì trời? Là trứng bảy món trứng. Trứng chiên nè, trứng luộc nè, xào gì đó, trứng xào nè, ốp la nè, hấp nè. Nói chung là nghe sơ sơ là biết chắc là nấu ăn được đúng không? Ừ. Dạ. Đó, là ưu điểm đó. Khuyết điểm là gì? Khuyết điểm thì ít nói, ngại giao tiếp với đám đông. Vì cái tôi của em nó cao, giống như trong mối quan hệ mà bạn nữ bán dặn em một cái thứ gì đó mà em hỏi mà bạn không trả lời là em nghỉ hỏi luôn. Sao quê luôn hả? Em nghĩ hỏi luôn, giống như hai ba bữa nữa mà không em hỏi nữa mà không trả lời nữa thì em cũng nghĩ hỏi luôn á. Trời đất quỷ thần ơi. Thì cái tôi nó hơi cao cái gì? Cái tôi hơi cao hả? Tôi dạ. Hơi cao luôn á. Giờ cái tôi thấp lại chưa? Dạ cái tôi thì cũng đỡ rồi đó chị. Dạ cũng đỡ rồi đúng không? Dạ. Bao nhiêu mối tình rồi? Hai mối tình đúng không? Dạ đúng rồi em, hai mối tình. Rồi là cho người ta ăn trứng riết mà chia tay hả? Dạ. Hay sao? Dạ nó... Thì mối tình đầu của em thì quen ở chung chỗ làm luôn. Ừ. Dạ thì bắt đầu tình cảm thì nó lúc đó cũng còn hơi nhỏ tuổi, thì cái sự nghiệp đi làm của em thì nó bấp bênh, bạn kia bạn đổi công tác đi chỉ làm chỗ khác thì hai bạn xa nhau thì nó chia tay luôn. Chia tay luôn, bạn nó cũng quê ở Đà Lạt. Rồi mối thứ hai? Mối thứ hai bạn nó cũng quê Đà Lạt luôn, cũng làm chung thì nó cũng y gan như vậy đó, rồi cũng đổi công tác. Dạ. Đổi công tác thì chia tay. Dạ giống như yêu xa nó. Bây giờ là em làm cố định ở chỗ đó chưa? Dạ là chưa ạ. Chưa hả? Sợ không có cố định thay đổi rồi cũng thay đổi như kia nữa. Rồi giờ sao? Giờ công việc sao? Dạ công việc bây giờ thì nó... Em làm đây là em làm đỡ thôi. Làm đỡ thôi đúng không? Dạ đúng rồi em... Giờ muốn... em đang hướng tới cái nghề nghiệp gì? Bartender lại ạ. À. Bartender là lấy pha cái ly rồi. thảy qua thảy lại. Nó có nhiều... lên rồi pha à. Nước đó đúng không? Nó cũng dạng, nó cũng nhiều thứ lắm mà em làm chiên về rượu thôi. Em nhưng không mà có làm chắc... bartender là buổi tối sẽ bận nhiều đó. Đúng rồi đó. Tối cuối tuần là sẽ bận đúng không? Rồi dạ, sao đi chơi rồi. Bạn gái rồi sao chăm sóc người ta? Thứ hai, thứ ba còn nhiều ngày mà chứ. Ví dụ lỡ giờ người ta chỉ rảnh thứ bảy chủ nhật rồi sao? Thì giống như mình bù lại sao cũng được. Ừ. Lý lịch sơ sơ vậy đó, được không? Cũng được. Ừ. Giờ qua hỏi nhà gái coi. Qua nhà trai tôi hoài, thấy nhà trai tôi hiền, cứ qua tấn công hoài. Bây giờ mình nói ưu điểm, khuyết điểm của mình cho mọi người nghe nè em. Dạ, ưu điểm của em là biết quan tâm giúp đỡ người khác, chia sẻ với người khác. Còn nhược điểm của em là ít nói, nhạy cảm á chị. Nhạy cảm lắm hả? Nhạy cảm. Tức là khi mà người ta làm một cái hành động gì đó, mình cũng tự suy nghĩ ra là dạ. Cái điều đó làm cho mình buồn. Dạ, đúng rồi. À. Rồi bao nhiêu mối tình rồi? Dạ thì mới đi tìm hiểu được một lần thôi, rồi không được rồi chia tay luôn. Tìm hiểu có một lần một cũng được chia tay luôn hả? Dạ. Lâu chưa? Năm rồi.
năm rồi. Rồi giờ là có sẵn sàng để chuẩn bị một cái cuộc tình mới chưa? Dạ có, sẵn sàng tìm bạn mới chứ. À, rồi. Sàng ha. Vậy mình nói luôn tiêu chí tìm bạn của mình đi. Bạn của em hả? Chắc quan điểm của em là lớn hơn em hoặc bằng em thôi. Ừ. Thấy không sao. Gái lo lắng quá. Lớn hai gái hơn hai nhiều hơn trai hai, hơn một. Hơn một, đúng rồi. Được không em gái? Anh để coi tiếp đã. Đúng, thật ra tuổi tác nó không quan trọng, mình mong muốn như vậy thôi, nhưng mà biết đâu mình gặp nhau nó lại rất là hợp đúng thì rồi, sao? Cái duyên đó. Đúng không? Rồi gì nữa? Đừng gia trưởng quá. Nói như bạn kia cái tôi cao quá là chắc không được. Không, ta bỏ rồi, cái tôi bây giờ lùn lắm. Cái tôi bển giờ lùn lắm. Bạn này không có gia trưởng nó khác, gia trưởng nó là nha. Bắt phải làm theo ABCD hết. Dạ. Còn bạn này hỏi được không? Cái im luôn bạn đi luôn. Bây giờ đỡ rồi dạ. Ha. Rồi biết quan tâm chia sẻ với mình. Rồi chung tình vậy thôi, em đơn giản vậy. Đơn giản thôi ha. Dạ. Có mẫu hình lý tưởng cao ráo này kia. Cao. Giống ai không? Cao không, mỗi người em nghĩ quan điểm của em là mỗi người mỗi khác cho nên không có bắt buộc người ta giống người nào đó được. Rồi. Mình chỉ coi bằng cái cảm xúc cảm nhận của mình người đó được với mình là ok rồi. Tiêu chí đưa ra mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm anh trai điện? Có được 70%. 70% hả? Dạ. Ủa vậy còn 30% còn lại là điều gì? Thì em nghĩ nó vậy thôi à chị. Em ướm vậy hả? Dạ. Ướm thôi. Em không thích điều gì ở phụ nữ nè điện? Hơi cằn nhằn. Cằn nhằn. Không thích cũng không được em ơi. Chuyện đó là bản năng rồi. Bản năng của người ta rồi. Không có được đâu, kinh nghiệm của anh thì chuyện đó không thể không thích được. Rồi cuối cùng em cũng sẽ thích thôi. Phải chấp nhận cuộc sống. Chấp nhận cuộc sống thôi. Cằn nhằn nó có gì đó nó thú như vị, lắm. Thú vị lắm em. Cằn nhằn là một cái gì đó không có nó mình cũng nhớ lắm em. Em coi đó như là những cái nút nhạc vậy, lúc trầm lúc bổng. Em thưởng thức nó. Không thích cằn nhằn là gì nữa. Vậy thôi, không thích vậy thôi đó. Vậy thôi hả? Dạ. Bạn gái đi với ai cưng? Dạ em đi với mẹ. Dạ mẹ em đó. Chào cô, chào nhà gái. Chào MC Quyền Linh, tất cả khán giả và chào Ngọc Lan. Dạ. Còn mình đến đây là để coi con gái thôi, nó tìm hiểu thì nó có cơ hội thì để nó tìm hiểu. Đó giờ mình... gái có dẫn bạn trai về nhà chưa? Chưa. Chưa hả? Quen ở ngoài cái rồi thôi cũng không đi, đi đau luôn, rủ đi đau cũng không đi luôn. À dạ. Nó nhát lắm. Nhát. Từ giờ nhát lắm. Hy vọng cái nhà cứ sáng dẫn. Đi làm sớm, chiều về tối ngủ chứ không có đi đâu luôn. Sao con mong muốn con gái chừng nào lấy chồng? Thì mong bây giờ là lấy tuổi là lấy chồng được rồi đó. Được rồi ha. Nhưng mà trong năm biết nay luôn nó là cái duyên nó tới thì mình chịu thôi chứ mình mẹ cũng không có mong điều kiện gì ở con nó quá khó. Coi như con gái chọn chàng rể nào là cô chọn người đó. Đúng rồi, mình cũng không có khó. Miễn sao nó sống hạnh phúc là được rồi. Dạ. Tuyệt vời. Cảm ơn cô. Dạ. Điền đi với ai đi? Đi với em gái à? Em gái hả? Chào. Rồi em thấy sao? Bạn gái bên kia sao? Em thấy chị này hiền, dễ thương, nói chuyện dịu dàng. Cái tính anh em á thì cũng nói chung thì cũng chững chạc, không chịu làm lắm, chịu lo gia đình. Nhưng mà có một cái là thì anh cũng giống như anh nói vậy, anh cũng ít nói lắm. Ở nhà này kia nói chung là ít nói, nói chung là không ai nói gì đó thì anh cũng ít nói chuyện nhau. Nên là chị này thì cũng ít nói. Ít nói luôn. Dạ. Anh hỏi câu trước câu sau anh đi rồi đúng không? Mà giờ thì ổn rồi, bây giờ vui vẻ lắm anh. Dạ, tính anh bây giờ vui vẻ, dễ nói chuyện. Em thấy anh em với người đó hợp không? Nếu được thì có thể là tìm hiểu trước. Chứ mình cũng nói là tính cách thì chị này thì em thấy ổn á. Nhưng mà nói chung thì cho hai anh chị tìm hiểu nhau. Nếu được thì mình tiến tới cũng được. Rồi. Không được rút lui hả? Không được im luôn ha. Dạ thôi, cái gì mình cũng có tìm hiểu mà chị. Rồi, cảm ơn em. Thôi để giờ mở rào cho hai người tìm hiểu nha. Mở rào. Mở rào. Thôi chị coi đẹp không? Đừng có rung nha Điền, nào thoải mái lên. Đứng bước qua liền nha. Em cứ tấn công liền luôn. Nói lớn lên. Bắt đầu. Tấn công. Rồi đứng lên. Chào em, cũng quà tặng. Tặng. Cảm ơn. Bạn gái thì dễ thương. Không học quá, nói gì vậy ta? Em cũng phát biểu vậy. Thì nó là con trai mà không có chủ động trước thì nó cũng hơi bị gục ghè thì nó. Thì giờ nó lên đây nó rung quá thì sao nói gì vậy? Từ từ hết rung nói tiếp. Giờ em tiếp mình vài câu đi.
Rồi vậy thôi, bạn gái nói trước nè. Theo như mới nhìn á thì thấy cũng dễ nhìn, còn cái vấn đề mà theo quan điểm mà tìm người bạn bạn để chia sẻ này nọ á, thì mình nghĩ không có, có không có hợp với cái quan điểm của mình á. Yeah. Là mình là muốn là người bạn đó bằng hoặc là hơn tuổi mình. Còn cái thứ hai nữa là có cái đừng như bạn nói là cái tôi bạn quá lớn á, mình sợ sẽ khó mà mình hợp nhau được về vấn đề đó. Dạ, cái tôi của anh thì nó không có phải là giống như mình hỏi cái gì bạn gái bạn dặn mà mình hỏi hoài mà bạn gái không trả lời, thật chắc không trả lời mình cũng đâu biết là dặn về cái gì đâu, mà mình làm cho bạn đó vui lại thì mình mà bạn phải hỏi bạn đó chứ. Nếu mà bạn muốn tìm hiểu bạn đó và mình phải hỏi, mình là con trai mà mình phải mạnh dạn lên, mình phải hỏi có vấn đề gì như thế nào người ta mới nói cho bạn biết chứ bạn cứ làm lơ bằng kia bạn giận tôi cho nói, bạn giận luôn thì sao nó hỏi một hai lần hay ba lần gì rồi mà không nói đã có kết. Bây giờ hỏi đi, bây giờ em muốn hẹn hò ở đâu, một tuần mấy lần thì em muốn hẹn hò ở đâu? Thường chắc đi dạo hả? Đi dạo thì tự nhiên hỏi xong đặt luôn đi dạo luôn là sao? Thì em nghĩ vậy luôn rồi đó. Chả bạn hỏi có bạn gái trả lời đâu, rồi nhớ hỏi đúng hẹn ở đâu đi dạo nhé. Mình ta thích là đi coi phim hay đi ăn tối hay cái đôi gì phê. Nếu có thể bấm nút thì gì từ từ mình tìm hiểu sau. Mình phải hỏi cái sở thích của bạn gái. Phải hỏi cho người ta biết được, mình biết được hiểu không? Thường em thích hẹn hò, em thích đi xem ở đâu? Như xem phim nè, rồi đi chỗ mấy khu vui chơi. Rồi đôi lúc thì muốn tĩnh lặng lãng mạn tí lại đi quán cà phê. Em thích đi phượt không? Đi xa? Đi xa hả? Có. Anh thường thích đi đâu? Đi Đà Lạt. Giống anh đó. Vô anh vô. Thích, vô anh đó. Thì anh thích Đà Lạt. Giống như Đà Lạt thiếu một cái gì đó, cái cảm xúc ở đó. Anh thì thích giống như buồn cái gì hay là bị chết nặng thì cứ thích lên Đà Lạt. Vẫn thích đi một mình lên Đà Lạt. Nó cảm giác nó xả chết, nó hết buồn phiền trong cuộc sống. Mình cái gì là... thích đi mình hả? À, đúng rồi, lúc ở mình thì mình đi mình chứ. Lúc có bạn này nữa hơn là bạn gái mình thì mình đi hai mình. Hết hồn. Tự nhiên đang rủ người ta đi chơi cái kêu anh thích đi Đà Lạt mà anh thích đi mình. Rồi hỏi, bây giờ một tuần anh có thể tới cho em mấy lần? Một tuần thì anh có thể tới cho em mấy lần? Thì cuối tuần là được rồi. Rồi hàng ngày hỏi thăm này nọ là ổn rồi. Không có nhất thiết phải ngày nào cũng gặp. Đúng rồi, mình yêu thì tình yêu thì nó bình thường thôi. Bình thường mà nó bền lâu chứ gấp quá thì nó cũng không có nó dễ tan lắm. Rồi khoảng bao lâu thì em có thể dự định kết hôn? Khoảng bao lâu em dự định kết hôn? Quan niệm của mình là khi nào tìm hiểu đúng người, mình gặp đúng người, mình sẽ tiến tới chuyện lâu dài luôn. Chứ không phải là muốn nhìn cái là tiến tới luôn không được. Sau này mình không hạnh phúc rồi này nọ, nó cũng khổ cho hai bên. Đối với mình chỉ là... càng gặp đúng người thôi. Đúng rồi. Thời gian thì nó không quan trọng lắm. Đúng rồi. Về quan điểm con trai con gái thì em thích con trai con gái, đầu lòng. Giống như quan điểm của con thì em thích con trai hay con gái? Trai gái gì cũng là con mình thích hết. Anh nghĩ chắc con gái vậy đó. Chứ là em thích con gái đúng không? Đúng rồi. Đó, bạn trai thích con gái. Dạ. Nếu bây giờ bạn gái, vợ mình mà đẻ hoài không ra con gái thì sao? Thì thôi chứ sao. Đẻ nhóm... nhà nước kêu đẻ có hai người, hai đứa thôi thì đẻ hai đứa thôi. Được. Thích. Đó, rõ ràng vậy. Rõ ràng chứ nhiều ông là cứ bắt đẻ hoài luôn, đẻ chừng nào mà có con gái thì thôi. Tội phụ nữ đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ hai người lấy nhau về thì mình ở đâu, nói cho bạn gái biết đi, tương lai mình dự định thế nào, lấy vợ mình ở đâu, mình làm gì để nuôi vợ nuôi con, nói cho bạn gái biết đi. Thì nếu có cơ hội thì tìm hiểu về sao mình đến hôn nhân thì mình sống ở Sài Gòn, thì anh thì sẽ làm lại công việc cũ là pha chế. Thật chắc thì vợ con thì anh lo chắc không có, cũng ok. Cũng ok hả? Dạ. Bây giờ có nhà cửa có chưa? Dạ nhà cửa thì chưa có, dưới quê có chứ trên đây là ở trọ. Rồi chừng nào, rồi nếu mà lập nghiệp ở Sài Gòn rồi ở đâu? Thì tùy bạn gái thôi, em thì
Chỗ ý nào? Là bây giờ nếu như mà em quyết định lập nghiệp ở Sài Gòn thì khi nào em mới mua được cái nhà nè? Sài Gòn mua nhà hả? Chắc 3 năm quá. Như phấn đấu là 3 năm. Có dự tính rồi. Ừ. Có hướng rồi. Mà dạ. Trước tiên là em làm có tiền em mở lại quán cà phê đó. Tại vì cái nó đam mê của em nó nằm ở đó. Rồi. Đấy. Có chí hướng mở quán cà phê nữa. Tại vì cái ngành của em nó đó rồi 3 năm đó, trong vòng 3 năm thì sẽ xây dựng được cái tổ ấm. Ừ. Thì bạn gái thấy thì sao? Quê điền là ở đâu? Quê em ở Châu Đốc, An Giang. Châu Đốc. Ừ. Quê anh bùa nhiều lắm. Cái gì? Nó Châu Đốc quê anh bùa nhiều lắm. Bùa hả? Dạ. Bùa nếu... yêu đó hả? Đúng rồi chị. Em không yêu anh bỏ bùa chứ yêu. Giá rồi xuống dưới đó bị dính bùa là chết ha. Vậy sao không đem gái bùa yêu lên đây? Rồi. Sao? Hai bạn những cái quan điểm của Điền như vậy đó em thấy như thế nào? Có phù hợp với mình không? Thì... em có mong muốn gì không? Có con trai mà có cái định hướng về nghề nghiệp như vậy là ok, em nghĩ là vậy. Ừ. Ừ. Có ý nghĩ là có tự lập mà muốn tạo dựng sự nghiệp riêng, em thấy nó ok. Ừ. Nãy giờ bạn trai nói như vậy đó, em tin tưởng vào bao nhiêu phần trăm? Và em thấy ở con người này thế nào, em cảm nhận người đàn ông như thế nào? Em nhìn nè, chỉ có 50% thôi. Còn 50% còn lại là nó nằm ở cái điều gì? 50% sao em ngại về tuổi tác quá chị ơi. Không có sao đâu. Thật ra tuổi tác không quan trọng ở đây. Ừ. Quan trọng là hai em có đồng quan điểm và có thấy hợp lý với nhau sau khi nói chuyện nãy giờ không? Dạ. Bạn trai nãy giờ kêu bằng em thoải mái rồi đúng không bạn trai? Dạ đúng rồi. Em thấy người phụ nữ ngồi phía trước em như thế nào, cảm nhận thế nào? Thì nó hiền dễ thương. Ừ, em có thích không? Em thì cũng thích mà phải phần nữ em phải giữ xíu nó mới được. Thế sao mình thích mà giữ là sao? Giữ nó mới kìm em lại được. À hiền quá không kìm em được hả? Dạ đúng rồi, hiền quá không có kìm em được. Giữ cỡ chị được chưa? Chị là quá dữ. Nên là phải hiền hơn chị một chút đúng không? Dạ hiền chị chút và phải giữ chút xíu. À dạ. Bây giờ này người ta chưa tin tưởng ở mình lắm. Thì mình làm cái điều gì đó, mình nói cái điều gì đó, mình thể hiện cái điều gì đó để thuyết phục được người ta, để làm cho người ta tin tưởng mình đi. Thường là người ta sợ nhỏ tuổi hơn là bởi vì người ta sợ lăng nhăng đồ này nọ đó, trẻ hơn chắc thì lăng nhăng nhỏ đó. Tuổi lớn tuổi thì nó không có quan trọng. Đúng người thôi, thời điểm nó cũng không quan trọng nữa. Thường nó đúng người, sai thời điểm thì nói, nó nói gì người ta, thuyết phục người ta. Nó gọi là tiếc nói nhưng thật chắc là đúng người thôi. Ừ. Cái thời điểm nó không có quan trọng luôn. Thì cái thời điểm mình không có cần biết lúc nào là thời điểm đúng để cho mình yêu. Đúng để rồi. Mình gặp duyên nó đến thì mình cứ nhận thôi. Đó, duyên mình đến là đúng người. Yêu đó. Thì mình giống như mình chọn duyên nó đến thì có cơ hội thì mình muốn yêu thì mình chọn. Ừ. Mình đã chọn rồi thì mình phải chấp nhận. Ừ. Chấp nhận. Quan điểm về hôn nhân gia đình của Điền thế nào, nói cho bạn gái nghe đi. Quan điểm hôn nhân thì đơn giản là sống tự lập á, muốn vợ chồng ra sống tự lập. Yeah. Em sẽ chăm sóc sao? Em sẽ chăm sóc một gia đình riêng của mình như thế nào? Thì em chỉ nghĩ chăm sóc bằng nữ thôi, chưa cứ nghĩ chăm sóc con. Chăm sóc bằng nữ. Dạ đúng rồi. Bạn nữ có thỏa mãn với sự chăm sóc của em không? Thì cái đó về chăm sóc mới biết chứ. Nhưng cái mà gì? Hồi đó thì nó cũng ok. Cũng ok. Thì cái cảm nghĩ, suy nghĩ của bạn gái thì em giống cảm nhận nhiều. Như thế này là Điền, tại vì á, bạn nữ của chúng ta là 30 tuổi rồi. Dạ. Một cái tuổi nó không còn trẻ. Dạ. Để mà có thể mạo hiểm như lúc đầu em nói nữa. Dạ. Cho nên ở đây chị hiểu được tâm lý của bạn nữ là cần một cái điều gì đó nó chắc chắn hơn một tí. Đúng rồi. Mà em thì đang bị cái là em cũng chưa có chuẩn bị được cho mình một cái gọi là một cái hành trang cho một cái gia đình. Dạ, có thể là cái dự tính của em về cái chuyện là an cư á, cái chuyện mua nhà, mua cửa ở Sài Gòn thì trong vòng 3 năm nữa. Nhưng em chưa có cái suy nghĩ hay là những cái tính toán cho cái việc em phải chăm sóc cho một gia đình nó như thế nào. Dạ, đó, thì cho nên là chị nghĩ em cần phải rõ ràng trong cái việc đó để em thuyết phục được bạn nữ. Chứ ở đây là chị thấy là bạn nữ đang lo lắng về cái vấn đề đó. Cái sự chững chạc của em á, chưa có, chị chưa thấy ở trong cái buổi nói chuyện này. Rồi tôi nói xong có im luôn. Chị nói hay quá vậy, mới nói gì vậy? Tức là bây giờ em sẽ nói là nếu như
ví dụ anh Linh đặt trường hợp em có vợ, một vợ một con nè, đó, em sẽ chăm sóc gia đình của em như thế nào? Chắc thì nói đẻ rồi thì em mới biết chứ. Câu chuyện của người ta thì thật chắc cũng mãi là một cái câu chuyện của cặp vợ chồng đó, đẻ đứa con đó nuôi như vậy thôi. Giống như mình đến với nhau và đẻ ra đứa con thì tự hai vợ chồng chia sẻ, chăm sóc, quan tâm thì nó sẽ nó khác hơn. Quan điểm của anh là như vậy. Nó càng, anh thì càng một người đồng hành với anh đơn giản hơn. Tức là Điền chưa bao giờ hình dung ra một cái gia đình trong tương lai thế nào? Chưa hình dung được. Thành ra là dạ, Điền chưa. Tiền chỉ tập trung vào việc kiếm tiền để lo dạ, sự đúng. Nghiệp thôi, đúng không? Dạ đúng rồi. Và chỉ có yêu sơ sơ một vài mối tình nhỏ nhỏ thôi. Và đây là một lần chúng ta gặp gỡ nhau nó đi sâu hơn nữa dạ. Về gia đình. Bởi vì chúng ta đang yêu thì yêu nhưng mà vẫn hướng về gia đình. Gia đình là cái nơi để chúng ta đi về, để chúng ta quan tâm, để chúng ta chia sẻ, để chúng ta yêu thương. Gia đình để chúng ta chăm sóc không chỉ có vợ chúng ta mà con chúng ta nữa. Phải lo cho mẹ tròn con vuông, phải lo cho người phụ nữ và đứa con gia đình làm sao để đừng có buồn chúng ta. Thí dụ như thế, có những điều mà chúng ta hướng tới để cho người phụ nữ họ yên tâm hơn khi mà họ đến với mình. Đại khái vậy Điền ha. Dạ. Đó, nói về để Điền cảm nhận là gì? Gia đình thế nào. Gia đình rất quan trọng với chúng ta đó ha. Bây giờ yêu đương thì có thể yêu ở đâu cũng được này kia, nhưng đã là gia đình thì chúng ta phải có một cái điểm tựa nào đó. Và chính người đàn ông là điểm tựa của gia đình. Ha. Thì không, gia đình thì giống như có trách nhiệm thôi, giống như một việc mình muốn làm mà mình không thể làm được, nó gọi là số phận. Mà mình công việc mình không muốn làm mà mình buộc phải làm, nó gọi là trách nhiệm. Thì không, từ từ như vậy. Rồi bây giờ quan điểm về chuyện là kinh tế trong gia đình nè, ai sẽ là người giữ tiền nè? Chắc vợ rồi. Vợ giữ. Vợ giữ. Em nghĩ sao về kinh tế của hai vợ chồng? Thì thường thường thấy là phụ nữ hay giữ về tài chính. Cho nên em phải không giữ một chút xíu nữa chứ biết bây giờ lấy lại hết. Nó thiệt. Ủa, nếu mà lấy nhai phải giữ lên nữa xíu nên mới giữ được tiền chứ em yếu gì sao em giữ. Phải là dành luôn á hả? Không phải, nó không có dành nữa. Không, như ý phải... là bạn này cần một cái người phụ nữ phải mạnh mẽ. Phải hơi cá tính một chút xíu thì mới có thể trói được bạn này đúng. Lại mới kìm được bạn này lại. Đây cũng là một con ngựa rất là chứng nè, đúng không? Dạ, nó tự tự như vậy. Thật ra quan điểm bạn này rất là rõ ràng. Bạn này biết được cái tính của mình và biết được cái điểm yếu của mình, cho nên là cần một cái người để có thể là hỗ trợ cho bạn để khắc phục những cái yếu điểm của bạn. Thật ra bạn gái bên kia rất là hiền. Hiền bạn gái hiền. Hiền chắc không giữ được bằng này đâu. Chắc cũng không có gọi là giữ, cố gắng giữ bằng mọi giá bằng này đâu. Mình không có giống như thể hiện được cái bản lĩnh của mình đâu. Anh nghĩ rằng là bạn trai là khó. Cỡ Ngọc Lan thì mới quà may giữ chân được cậu này. Tại em nghĩ là ví dụ như hai người đến với nhau mà thật lòng với nhau thì người này nghĩ như người kia nghĩ như nghĩ qua nghĩ lại, chia sẻ quan tâm thì đâu có nhất thiết là mình phải giữ người ta hay là người ta giữ mình. Không phải là giữ, ở đây là sao ta? Có thể không phải, nó giống như nó không phải gọi là giữ. Hai người đó bắt đầu một mối quan hệ, anh rất là tôn trọng cái mối quan hệ. Anh sẽ đặt hết cái cảm xúc và bước vô cuộc đời của một người phụ nữ, một người con gái là anh sẽ rất là tôn trọng. Tôn trọng bạn tất cả. Giống như nhiều lúc cái trong cuộc sống hay là nó trong việc làm, nhiều lúc nó có giống như nó có buông lỏng một chút xíu thì anh càng hoàn ngữ đó, biết nắm cái đầu anh lại. Nó không, chị hiểu, chị hiểu em, chị rất là hiểu em. Tức là một người phụ nữ phải cá tính, phải bản lĩnh á. Lèo lái giống như được Ngọc Lan rồi đó, giống chị Ngọc Lan vậy đó. Thì một mới người... trói được chân bạn này thôi. Thôi trói không phải trói, nó giống như kìm lại thôi. Kìm thôi. Lèo lái được cái con thuyền gia đình. Bạn này cần một cái người phụ nữ đúng như rồi. Vậy. Tại vì nếu mà bạn này mà lèo lái con thuyền gia đình thì có thể là cái con thuyền đó nó sẽ đi, nó hơi bấp bênh một chút xíu. Thật ra anh thấy rằng là cái mối tương hỗ với hai bạn này nó không có. Nó không có. Nó không có. Thật ra là mỗi bên có một cái cá tính khác nhau mà nó không thể hỗ trợ đúng cho rồi. Nhau. Hai bạn là hai tính cách khác nhau hết á. Hai cá thể khác nhau. Hai cá thể luôn. Nhau và không có bên nào hỗ trợ bên nào được hết trơn á. Bên kia thì quá hiền luôn. Bên đây thì một cái cá tính cũng mạnh mẽ, cần một người giữ bản lĩnh hơn, gọi là cá tính hơn thì mới nắm được cái cương của bạn này. Đơn giản là như vậy. Rồi. Thôi, chúng ta đã phân tích đến điều đó rồi. Tùy các bạn thôi. Nào.
Rồi, để tay vào nút bấm đi các bạn. Để tay vào nút bấm. Để tay bên tay trái kia kìa em. Bấm hay không đó là quyền quyết định của hai bạn, sau những cái sự tư vấn của ông Mai bà mối và những cái lời mà các bạn trò chuyện với nhau, các bạn có thể nhắm mắt lại và cảm nhận không? Lại về tất cả. Thích thì bấm thôi. Dạ em phải bấm rồi. Đúng rồi. Đàn ông mà. Sau 3 tiếng đếm thì các bạn sẽ đưa ra quyết định của mình nhé. 1 2 3 Hết thời gian. Dĩ nhiên không có chương trình nào mà chúng tôi bắt các bạn phải bấm cả. Yeah. Thật ra có chương trình chúng tôi khuyên các bạn không bấm. Và ngay chương trình này, chín cặp đôi này, chúng tôi cũng muốn các bạn không nên bấm. Yeah. Bởi các bạn không có hợp nhau. Yeah. Và khó có thể hòa hợp với nhau, cần một thời gian rất dài luôn. Và cần phải một cái người nào đó mai mối đi theo các bạn. Thật ra nếu mà hai bạn này mà gặp nhau thì cũng rất là ok luôn á. Hai bạn này nếu cần phải có thời gian. Đúng là có thời gian. Cần phải có thời gian và cần phải có những người chung quanh để tư vấn cho hai bạn nhiều hơn thì được. Nhưng mà ở trên đây chúng ta lại không có nhiều thời gian cho việc đó. Rất là chia sẻ với em về cái việc này, chị biết là em rất là mong muốn cho mình một cái cơ hội, một cái sự mạo hiểm giống như em nói vậy đó. Yeah. Để mà tìm hiểu một cái người bạn gái. Và chị hy vọng là cái điều đó nó sẽ xảy ra ở tương lai. Biết đâu em bước xuống dưới đó, ở ngoài kia rất là nhiều cô gái rất là thích em thì sao?